Thế nên lúc đó mình nghĩ rằng nếu mà cái con thuyền này mà không cập chắc là bến chìm. sớm, chỉ thêm một ngày nữa thôi là chết ngoài 600 biển hết, người chết hết ngoài biển. là chìm, bởi nó tất cả các cái gỗ này kia nó bung ra hết, nó không còn, nó không còn gì nữa cả. Thì cứ ngày nào cũng có những cái người họ ra đứng trước bãi biển và họ đi gần như là khủng khủng điên điên, có những phụ nữ đó, bởi vì coi như chết hết, chỉ còn một vài người sống sót thôi. Ước lượng là khoảng 300.000, Ba là trăm từ 30 tới 300.000 người đã chết người. ngoài biển.